Đây là phó giám đốc thiện. Hôm nay được ngày mát rời là đi phát quang tuyến cáp. Đây là ca sĩ Lệ Quyên, sâu tím xì vòng. Đây là ca sĩ Mộng Mơ. Bỏ cái liềm. Ô, đó là cái cam mà chỉ toàn cái đèn pin. Đèn pin gì? Giọng ca vàng của Viettel Hòa Bình à? Hàng đã xoay. Kéo nha, lại với bổ lại thấy cáp này hai đầu. Mây cái mây. Không phải mây. Mây. Đây này. Gì? À không, không phải. Cái leo dại. Có quả đấm. Quả đấm ăn được. Ơ nhở, Hữu từ nãy giờ. Anh đi không biết đường ấy. Làm gì không biết đường? Đi lạc phí không biết bao nhiêu lần. Câu tôi còn hỏi. Em cứ đưa nó đến trên đồi. Toàn đi đường linh ta linh tinh. Em bảo chỉ có một đường. Có đi đường chính đâu. Không, không phải nó đi lạc phí rồi à? Đi lạc phí toàn đi đường phụ. Không biết bây giờ, không biết là biết đây là lạc nương, cuối lạc nương cho nhưng kéo đây, kéo đây. Đi với em mấy lần. Duy nhất chỉ có đường này, không có đường này thôi. Nhưng bảo cứ phải để phó giám đốc thiện ra tay. Phó giám đốc đặt hoa ở đây. Đâu, 4 lít. 4 lít rượu á? 350 hoa. À hoa. Đây mà. Không Nguyễn xem nhận nhà nào phát cỏ keo đi. Giám đốc Đào Xuân Quyết. Kiếm tí tiền này. Nhiều khi không chọn chỗ này thì chỉ có là lưng cát thôi. Nâng cát. Chỗ mà phát cho nhà mà phát. Phát thì đoạn đầu chỗ trước khi rẽ ngã tư này này. Tức là chỗ này là nó sẽ vào đầu tiên nó bị trùng thôi, còn trong kia chỉ có phát thôi. Ừ. Chỗ nào phát thì để vào phát trước nào. Anh cứ dọc trong này này, thẳng luôn này. Được chưa, để kéo. Còn mấy cái hình lộng mề gì thôi. Thì anh lúc anh Quyết đi đến nhà tư là anh bảo đang ở Quyết Thắng đây. Đấy, Quyết Thắng mà. Sao đây? Có cái gì kia. Như đi ăn đám cưới nhỉ? Trăng chuột à? Đừng quay em. Em béo lắm. Lệ Quyên. Cho Quyên lên chào đi. Chào ok. Chào đi chào được mỗi tội chào không biết làm gì đâu. Xuống dưới bên dưới cái dây này đi. Qua cái dây này đi. Đức. Mà nói ít thì có hai nhau. Qua cái dây này. Xuống dưới thế này á. Xuống dưới thế to này á. Thì là zip vào phát nó tụt vô xuống. Không nghe. Mày đứng là nói bên dưới này còn gì nữa. Chắc có canh gì đâu mới dừng lại rồi. Cứ ở trên đấy nói nhiều cho đứng đấy. Nào thả trùng ra chứ. Chắc lại cần muốn kẹo. Ba chứ, ba chứ. Ba anh em. Bé một thôi. Không ai bênh được mày đâu. Đất là đây là đất thổ địa nữa đúng không? Em lại chưa nhận trường hợp nào nó nhộng. Ai là ai là. Đi đây là hỏi, ôi đường ra hàng chặng nào nhỉ? Không thì sao em dám về khi chơi lấy động. Em đi hẳn tỉnh khác, không cần gì phải đi huyện khác hả? Thì đó thì... Ôi, đi đi. Rượu hoạt không lên à? Rồi. Tháng này đê cái chắc rồi, rượu với hoạt đấy. Tí về mách anh Lưu là... Cái đê. Đê. Em nói anh hôm nay đi quân số kinh doanh còn nhiều hơn. Thôi, chỉ nói thế. Anh đang vào đây. Tí nữa. Rồi đấy. Mấy cái kia sao? Giờ nó mới bỏ đi ủy ban lạc lương. Ôi căng rồi. Mấy cái?
Ở trong này cũng có nhà nghỉ à? Mơ địa bàn của mơ đấy. Đỏ hết cả mắt lên rồi. Các thầy toàn nói đến vấn đề nhạy cảm như này làm anh em khó ở lắm. Đức à, Đức, thì trưa nay bố trí việc làm cho anh em rồi thì bố trí chỗ ăn ở đâu? Ra bằng vui thôi. Anh em mà làm được thì em không tiếc cái gì đâu, nhưng mà anh em mà làm được. Mày có chưa bảo đâu, đây đưa đây mày bảo đứng đây phát phiết này. Kéo 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 đi. Đấy, cái dọc nóng, phía này chỗ nào phát được thì phát thôi, chứ chị em anh em ăn ở bằng vui là siêu rẻ nha anh nhỉ. Ờ, nhà bằng vui. Phải nói là ăn ở quán bằng vui rẻ thật. Đi thôi, lên đây tuyến này đi. Đây đã bảo dọc tuyến đăng ký tuyến chứ có phải đăng ký cột đâu mà đứng ở cột. Thôi ở đây chắc ở đây hai người thôi nhỉ. Ở đây thì xong rồi. Thế thì đi lên trên. Cầm liềm vào đi. Ôi giời. Này ạ. Quyên, Lệ Quyên. Người cũng nào cũng... Đi, thằng này đi lên trên kia, đứng đây làm cái gì à, nhưng... Đây chỉ còn hai ông là được. Nhưng mà đứng em ơi. Đi thẳng lên dọc đoạn nào. Đấy, anh cứ đi dọc đấy. Hả? À. Cây thì phát thôi. Không cần làm gì cả. Giới thiệu với các anh em, hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 20 tháng 10. Đấy. Giám đốc Quyết đây này. Chỉ đạo anh em đi phát đường cho dân. Đi bộ. Đi bộ thôi. Bộ qua thấy. Túi của ai đây? Anh đi à? Bọn em túi tiếc có tiền. Để đây anh cầm. Sao không để trong túi thì con xe anh quên đây. Để trong xe anh kia. Vừa lúc nãy lên chặt hết cây mít của nhà khách rồi. Ui giời ơi. Đấy, vào cái bụi này mà phát thôi anh Quyết ơi. À. Ôi, quả này mất rồi. Đoạn này toàn rừng keo như này thì phát quang sao được. Trong cái đường kia cơ, đường đoạn đi vào giữa là chữ. Giám đốc Quyết cầm dao đi từ sáng chưa phát được ngọn cỏ nào. Anh Quyên đây này. Chúng em như có sóng rồi chắc. Alo. Bốn xã còn lại anh mới có hai xã là gửi ra em gọi hôm qua. Anh Hữu đi lại. Em gọi là bảo anh hôm nay em ra không biết đây. Xong. Ba đứa không gọi. Phải đang ở ba ngọc lên. Ba đứa thì anh đi mọc. Anh biết đi được này không? Biết là biết đi. À ở đoạn này phát được đấy nhờ. Anh Thiện ơi, chặt thang lên đi. Cho vào chỗ bên xe lên chỉ hộ ấy. Chỗ này có thang rồi. Đấy anh gọi nhờ bên đấy nhận hộ. Nó không ở đấy. Chú cứ vào bên trong cửa kính đi. Họ đang ngồi giao dịch mà. Chắc chưa ra được. Cứ vào hẳn trong đấy đi, gọi cho.
Dao này cùn lắm. Đưa cái dao khác đi mấy chị em ơi. Đây này. Dao nào sắc sắc cơ. Toàn cái dao vỡ dao vẩn như này. Trước ở trung tâm của mình nữa mới có biết hai con dao vào. Dao cái nắm xanh xanh đây là dao trung tâm đây. À, đội nhà chặn. Đấy mất ở đâu rồi? Đấy đúng không? Chuẩn bài chưa? Đấy đúng rồi đấy. Đúng đúng bài rồi đấy. Đấy, khi nào lên. Đấy. Thích thì tí nữa bảo đội nó vào treo nữa nào. Ôi gai mùng tơi. Hôm nay là ngày gì mà phải đi phát như này anh Quyên nhỉ? Đoạn này nó cũng ấy phết đấy nhở. Đoạn này khó nào, làm sao này thì phát cái gì? Thì dây nó rụng. Nó cần đi xe keo, nó cần lên hình chữ Z này. Kinh. Đấy đoạn này nó phải có con dao giật ngày xưa kìa. Đấy trưởng trưởng ban hữu vào kìa. Mai rồi chốt thì mấy cái dao này cũng. Đoạn này nó phải có con dao lối dài và dài. Thế hay là kẹo hay là chặt ở vách này xong kéo lên nhỉ? Chặt ở vách á? Vâng. Đúng rồi, xếp lên pha đi để chụp cho xếp cái ảnh. Làm màu cái. Màu mè gì? Báo cáo ở đây để tôi đích thân đi xem. Anh phát cái phần cỏ ở dưới này, không là thấy như này xong. Không được rồi ạ. Mấy cái phát mấy cành cây to rồi. đi phát quang này phát ở tiếng cáp à, phát nhầm một cáp mất đó, mở ra đi mất luồng chạm anh em. Ôi, thấy đi khi vào phát thôi suốt ngày bảo đi là khi mà sao vẫn lạc đường đấy à, mưa toàn dẫn đi đường đường phụ được tháng thì bọn nó đang dùng dây kia đấy không biết. Lâu lắm mới đi làm ruộng. Nó mỗi tội bụi thôi anh Quyết ạ, nhưng mà vẫn phát được mà. Có dây đấy nhá, đừng mà phát gần nó nhá. Không, tí nữa lại phải hò nhau đi, đi làm thì bỏ mẹ. Hôm qua thành phố bị sao ấy? Ờ. Bụi lắm.
Phải gì cho mấy người đẹp này lên mà làm cơ. Được, đoạn này nó cao. Cái gì anh? Ông này. Đúng rồi đấy. Phát đến đoạn này là được mà. Quan trọng gì. Đấy. Bọn em Trang với cả Mơ lên trên kia phát mấy chú Quyên đi. Bạn nào thấp thấp đấy anh, em phát. Chuyển sang đây anh. Chuyển sang đi tí phát là nó nâng được lên dây đấy. Cửa này hết tay này. Phải có găng tay. Găng tay găng chưa không? À, cái này đấy. Cái này hình như kéo được rồi đấy. Hôm nay tối nay phải về thưởng 10 chén. Mỗi anh em kỹ thuật cảm ơn chén. Đặc biệt là Đức sẽ cảm ơn 3 chén. Hôm nào lại mời cả kỹ thuật đi. Anh kia. Bà Di Kiên lên đồi ba đứa kia rồi xuống rồi đâu. Nhưng mà hình như là bên dây dưới là dây Vina hay sao ấy. Đấy đồi đấy đấy. Chưa ăn cơm nhà không à? Cái gì? Không gọi Trang không được. Quán cơm nhà không nấu, không đang dỗi rồi, nay không đi kết đâu. Em phải bảo ông Thông là nó cắt nguồn nữa chứ nghỉ rồi. Sáng ra, sáng ra nếu làm phiếu để cho ông đi. Bây giờ là làm phiếu bảo chiều ông đi thì ai? Không được. Anh Lừa thì mai đi, đéo thì... Nó ra nhà, cái gì thì hàng đủ rồi. Đấy, bảo ca sĩ Mộng Mơ vào chặt được đấy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một. Ui giời, đúng hai mâm. Cái cáp rơi này là cáp gì đấy được em? Cáp truyền dẫn đúng không? Nhưng mà nó ăn sang cái cột bên kia kìa. Hồi trước là nó rụng xuống ấy. Nó ăn thẳng sang cái cột góc bên kia. Quyên đâu rồi nhỉ? Quyên đến bên vòng sôi rồi. Ôi xong rồi quay, người ta quay trên kia, người ta chỉ trèo cột phớt phớt. Nhưng mình cũng là làm ra. Ôi, anh xin em. Một da rào của em là kỹ thuật thì lại làm đến đêm. À không sao, cái này một mang sông được. Mơ nó phát cái nào người cứ này, này. Lúc sau là co giật đấy. Kéo bước hụt nha. Cái này đề xuất trồng cột nâng cáp rồi mà. Nhưng mà có cột đấy, hôm trước anh bảo đội kia nó trồng cái này. Đâu? Cột đấy, kia kìa. Cột chuyến cột gì pon nhỉ. Tối nay
anh hỏi là ở dưới, trên mường này đặt là dưới xuôi kinh là gì? Anh bảo là đáo. Dây điện không phải của mình nhưng mà của dân. Quan trọng là phát vào nó này đứng im nó không dây dưa gì. Đoàn thanh niên này làm được việc đấy nhở? Cứ một tuần làm như này cũng được. Đỡ đứt cáp nhở? Bỏ cái này ra để làm đi phát cho mơ như thế. Bảo để chốt với anh Quyết mình cho đội này đi phát nước phát giấy. Không, anh Quyết làm anh Quyết đầu lấy kèo cho nó xí. Cái mà cái theo mà nó ra xung tâm. Được rồi. Mà ra thì chiêu có cả phát cây này. Thôi. Chưa phát làm gì nữa. Ra tiền lại con quá anh ạ. Mà em chưa hiểu sao lại kéo nhau ra đây để phát cái dưới này làm gì. Hồi trước là nó có cái dây rụng xuống đây này, đây này. Nó là tận trên kia chứ. Đấy, nhưng mà nó vòng xuống dưới này này. Đúng rồi. Không, nó vòng ngay đây này. Nói vậy chứ phát chỗ nào nó khả quan như phát chỗ này, này đề xuất trùng cột. Thế mày đề xuất chưa? Đây rồi. Liệu mấy năm nữa thì có cột. Bên chủ đầu tư. Sao mà lôi được cáp lên? Anh hỏi bên chủ đầu tư bên này chỉ bên công trình. Thế thì đi vào đi. Anh ơi, em đoạn thuê bao buộc cái này lên tạo cho nó khỏi lòng sóng nhé. Nghĩa cắt đoạn dây thuê bao Nghĩa. Đấy như vậy, sang luôn cái đấy chẳng anh. Cái keo nhỏ. Cái keo này không phải họ trồng đâu nhở? Ừ. Tí này, hạt nó chắc là vãi nhở? Lâu năm nó mọc. Trồng bằng cây chứ ai trồng bằng hạt. Biết đâu hạt nó bị... Hạt nó chảy xuống đây mà. Anh nghĩ cái này là người ta trồng đấy. Không phải trồng anh ạ, người ta chỉ trồng từ cái chân này lên thôi. Quả nó xoăn xoăn đấy. Hạt nó rơi xuống là nó đấy. Nó bảo à, thằng này chặt cây của tao, tao chặt cáp của mày. Cái này là cần chặt, đi qua nó cho cái mồi thuốc lá vào đây để nó cháy hết đi. Đây, bên góc bên này vừa hôm trước đốt này. Lúc nãy ở kia thì em yếu thế, bây giờ nó khỏe rồi. Có chị em khác chứ. Ôi trời ơi. Trời. Anh hồi em lấy cái cùm á. Nó khen chưa được 2 phút. Quyền lại với gần anh Nghĩa là chụp cho các anh. Nghĩa nó sợ nhìn thấy chị đến nó sợ. Chạy sang. Thôi, nhìn nó sợ rồi chạy lên đồi mất rồi không. Sang để em quay cho một đoạn. Đây cho Trang đứng nhé. Cao nhất. Không cần đi phát nhà trạm này. Nhà trạm Đức thuê hết rồi. Tức là mình cứ đi đến giờ mình về thôi. Đúng rồi. Đấy, ôm vào. Ôi trời ơi. Hai tuyến cả tháng không xong. Ném quá thì lại mất kiếm đến chiến đồi thì. Đi đường nào được em? Thế thì em chưa làm gì. Thế mà lúc cho quạc vào đây. Thế mà lúc sáng không lên trạm mà phát. Không đăng ký trạm điểm và đi tuyến. Sao đăng ký trạm mà đúng? Mà tao không hiểu là mày đăng ký cái tuyến nào mà chọn cái tuyến này. Thật nào gần dễ phát. Toàn nước nhà khốn nạn lắm anh ạ, toàn chọn cái khó đó đấy thôi. Ôi 10 rưỡi rồi chưa? Chứ còn việc nhẹ nhàng ai chả thích. Đức mới chọn cái chuyến cố nạn để nó thì nó lấy chỉ tiêu rồi làm. Đến giờ mốt ngỡ sợ phải phát thì phát của mình nên buồn rồi bạn. Đang tiện được phát thì cho phát hết đi. Thôi. Ok. Qua anh đi mua lợn thấy ở đấy còn một con ngon ngon đấy. Ngon hơn à? Bé hơn à? Càng tháng thì tổ chức một buổi. Buồn nó về tổ chức anh em lại tập trung đi thôi. Em thì đơn giản, quan trọng hiệu suất ngày hôm nay như nào thì mới bỏ chi con lợn chứ bây giờ. Không, anh nói mà em ạ.
riêng mà ăn lợn của nhân công làm nó phải ra làm nhân nhân công chỉ hôm tính em mời một nửa con lợn được chưa đấy bây giờ chỉ cai luôn nổ đi thấy nhá bạn ơi đúng mời nửa lợn thôi anh đi tìm người đi. Mời lại nửa lợn đấy cho người ta khác đi vào trong đây.